Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tây tháng 11 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay là cái ngày chót của việc vẽ bản liên quan tới vấn đề tranh cử ở California và các đơn vị tranh cử. Do đó, quý vị tiếp tục viết thư gửi về địa chỉ ngay trên màn hình và cần hỗ trợ. Quý vị có thể theo cái số điện thoại hướng dẫn ở trên màn hình để được hỗ trợ. Cảm ơn tất cả mọi người. Và đầu tiên hết là bản tin cổ phiếu của Tesla đã ổn định sau 2 ngày mất đi 200 tỷ Mỹ Kim. Cổ phiếu công ty Tesla đã trở nên cao hơn vào ngày thứ tư tiếp theo sau 2 ngày, công ty này đã bị web out tức là đã bị mất đi 200 tỷ trên thị trường vốn. Việc bán cái cổ phiếu của ông Elon Musk trong cuộc thăm dò cuối tuần qua, khi mà ông hỏi trên Twitter là ông có nên bán 10% cổ phiếu của công ty hay không. 58% các cái người được thăm dò đồng ý là ông bán cổ phiếu này và Tesla đã tăng lại 1.7% ở mức là 1.041 đồng 25 sen tính theo giờ của miền Đông vào sáng ngày hôm nay sau khi đã bị mất đi 16.3% trong tuần này. Và các nhà ý, đầu tư vẫn đang quan sát cẩn thận cái việc mà công ty Tesla đã chính thức đệ đơn với lại cơ quan SEC để cho ông ta Elon Musk có thể bán à, cổ phiếu theo dự tính của ông. Trước đó thì à, cựu thành viên và là một trong những thành cựu à, cái à, thành viên trong hội đồng quản trị của công ty Tesla, bao gồm luôn cả người em trai của ông Elon Musk là Kimbal Musk, đã chính thức là đệ đơn xin bán 1 tỷ Mỹ Kim trị giá cổ phiếu vào tháng trước, theo tường trình cho biết. Và vị tổng giám đốc đã yêu cầu các cái người theo ông ở trên Twitter là nên ông có nên hay không bán cổ phiếu 10% và cuối cùng thì con số này đã được 58% người đồng ý. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của công ty Tesla trong khi đó thì bà bộ trưởng thương mại của Hoa Kỳ cho biết vẫn giữ nguyên cái ý kiến là nhờ tới cái tổ chức vệ binh quốc gia có thể giúp trong việc mà làm giảm đi các cái khó khăn về tình trạng nguyên các cái nguồn nguyên liệu và mặt hàng bị thiếu tại Hoa Kỳ bộ trưởng thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo trong ngày thứ tư cho biết là việc sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia để giúp làm giảm bớt tất cả những vấn đề liên quan tới nguồn cung cấp hàng hóa vẫn là một đề nghị tuy nhiên vẫn chưa được thảo luận. Tôi nghĩ rằng tất cả đều nằm trên bàn và chúng tôi sẽ đi qua từng cái công cụ để quyết định xem cái bước kế tiếp nào có thể giúp đỡ được. Bà Raimondo đã phát biểu như trên và tôi không nghĩ rằng là chúng tôi không có nghiêm túc trong vấn đề này. Và đây được xem là một trong những lời phát biểu của bà Raimondo ngay sau khi mà ông Joe trong tháng trước trên truyền hình, ông ta nói rằng ông ta sẽ duyệt xét đến việc khai triển lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát ở các tiểu bang để giúp giảm đi tình trạng căng thẳng về nguồn cung cấp ở Hoa Kỳ đang dẫn tới giá cả quá cao trong thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên sau đó thì tòa Bạch ốc đã à, làm giảm đi cái lời tuyên bố này của ông Joe Biden bằng cách là nói rằng chưa có một cái uh, dự tính nào từ tòa Bạch ốc. Trong khi đó thì bà Raven Mondo cho biết rằng là bộ thương mại của bà vẫn uh, cương uh, vẫn giữ duy trì cái ý tưởng này và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với các thống đốc mỗi một ngày để hỏi họ xem làm cách nào chúng tôi giúp được họ. Và lực lượng vệ binh quốc gia cũng là một công cụ mà chúng ta có thể duyệt xét tới nếu chúng ta nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ được. Đó là lời phát biểu của bà Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì à, giá cả tiêu thụ của Hoa Kỳ đã, đã tới mức 6.2% được xem là cao nhất trong vòng 30 năm qua. Giá cả của thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ đã gia tăng lên 6.2% trong tháng 10 so với những năm trước đó và được xem là các chi phí về thực phẩm À, khí đốt và kể cả xăng đã cao lên cũng như vấn đề thuê mướn nhà và giá cả nhà đã tăng lên cao nhất kể từ năm 1990 Mỗi một năm thì đẹp đều có gia tăng cái mức của thị trường tiêu thụ ở mức 5.4% vào tháng 9 và Bộ Lao động đã báo cáo vào ngày thứ tư từ tháng 9 tới tháng 10 đã tăng thêm 0.9% và ở mức là 6.2% được xem là con số cao nhất trong vòng 30 năm qua Tình trạng lạm phát đã trở thành một cái à, ảm ảnh và trong đó thì đã có những cái yêu cầu tăng lương và mức lương của Hoa Kỳ đã tăng không kịp với giá cả đã tăng cao dưới chính quyền của Joe Biden và các thành viên trong đảng dân chủ ở tại quốc hội đang tìm cách áp lực quỹ dự trữ liên bang là duyệt xét việc mà làm cách nào để thúc đẩy nỗ lực và vực dậy nền kinh tế hiện nay và việc làm vẫn gia tăng tuy nhiên mức trả lương cao cũng đã tăng theo à, vẫn không đầy đủ để mà cung ứng cho cái thị trường tiêu thụ đã có cái mức giá cả quá cao và việc này cho thấy rằng là giá cả của thực phẩm và ngành năng lượng đã tăng 0.6% từ tháng 9 tới tháng 10 và hiện nay là mức 4.6% so với một năm trước đây. Đó là một trong những cái tên liên quan tới cái tình trạng về chi phí giá cả của Hoa Kỳ ở ngày hôm nay. Trong cái đó thì các nhà hoạch định kinh tế cho rằng tình trạng mà lạm phát này vẫn sẽ tiếp tục duy trì kéo dài cho tới năm 2022 và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nó giảm xuống trong khi đó thì ông Joe Biden cho rằng là tình trạng mà trận đứng lạm phát sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông ta ông tổng thống Joe Biden vào ngày thứ tư cho biết ông ta đã yêu cầu cái hội đồng về kinh tế quốc gia làm cách nào để giảm đi giá cả cao của năng lượng và cái ủy ban đặc trách về mậu dịch của Hoa Kỳ là phải tìm cách tha, đẩy ngược lại sự thao túng của kỹ nghệ năng lượng trong lúc mà đang có tình trạng gọi là lạm phát và trong đó được xem là cá cao đảng dân chủ cho rằng là tình trạng lạm phát này là do giá cả năng lượng tăng cao bởi các công ty dầu khí tuy nhiên thì các công ty về sản xuất về năng lượng hoàn toàn không có dính dáng gì tới việc mà giá cả năng lượng tàu cao bởi vì nó bị thiếu hụt từ ở cái khúc mà opec đã không xuất cản thêm các cái uh, năng lượng bên cạnh đó một số ống dẫn dầu đã bị đóng lại và bây giờ thì chính quyền của ông joe biden và đảng dân chủ cho rằng các công ty dầu khí và các công ty sản xuất về năng lượng đang lợi dụng tình hình lạm phát để tăng giá của năng lượng khiến cho tình trạng lạm phát cửa được xem là trầm trọng hơn và ông ta cho biết rằng chuyện này thì nó sẽ gây tổn thương cho rất nhiều cái túi tiền của người dân Hoa Kỳ việc chặn đứng tình trạng lạm phát sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông ta và trong đó thay vì mở cửa cho các cái ống dẫn dầu làm việc trở lại để cung ứng cho Hoa Kỳ ông ta lại cho rằng các công ty dầu khí đang có cái thái độ trục lợi ở trên cái giá cả năng lượng cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những nhân vật đình đám của giới truyền thông, tự nhận mình là King of Media của Hoa Kỳ trước đây là Howard Stern đã tuyên bố rằng ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Nếu như tổng thống Trump ra tranh cử thì ông ta sẽ đánh bại tổng thống Trump. Nhân vật à, ăn tục nói tiểu ở trên hệ thống radio nổi tiếng tại New York là Howard Stern trong ngày thứ ba đã lên tiếng cho biết ông ta có khả năng sẽ ra tranh cử chức tổng thống năm 2020 và ông ta sẵn sàng là nhân vật duy nhất có thể đánh bại được cựu tổng thống Donald Trump tôi nghĩ rằng tôi sẽ ra tranh cử chức tổng thống ông này ông Stern năm nay 67 tuổi đã nói chuyện trên cái chương trình radio của ông ta và tờ New York Daily đã báo cáo lại và người đồng điều khiển chương trình với ông ta là Robert Queenvers nói rằng cô ta sẵn sàng ủng hộ cho ông ta trở thành một ứng cử viên tổng thống và cô ta cho rằng đảng dân chủ không có một ai có đủ khả năng đánh bại ông Trump nếu như Trump quyết định ra tranh cử lần nữa ông phải ra tranh cử chống lại ông Trump đó là lời phát biểu của bà này và trong cái kế hoạch của tôi là chuyện này sẽ xảy ra chúng ta không thể rời khỏi đảng dân chủ. Ông Austin đã lên tiếng và cho biết rằng ông ta đang có ý định là sẽ qua bước vào chính trường trong đó mà ông ta gọi rằng là, là đây là cái trách nhiệm dân sự để mà chống lại tổng thống Trump và ông ta nói rất là tục tiểu là ông ta dùng những cái chữ uh, uh, khá tục tiểu như là uh, who the f chữ f như quý vị. Am I tức là tôi đang là ai và tôi biết là tôi sẽ big his e e chính là chữ uh, uh, chữ hai uh, chữ, uh, chữ s ở phía sau đó quý vị. Và ông này được xem là một trong những nhân vật gây nổi đình nổi đám và xưa nay ông ta vẫn tự nhận mình là king of media và ông này được xem là một trong những cái chương trình truyền radio tục tiểu nhất Hoa Kỳ. Ông ta cho biết là ông ta đã nói chuyện với người vợ của ông ta là Beth Ososki là ông ta sẽ già ra tranh cử chức tổng thống nếu như tổng thống Trump quyết định tranh cử năm 2024. Đây được xem là một trong những nhân vật nổi đình nổi đám của New York và từng gây ra nhiều tai tiếng ở tại New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thượng nghị sĩ đã đề nghị à, việc mà minh bạch trong vấn đề mà UFO và điều chỉnh trong cái đạo luật NDAA thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand Gillibrand của đảng dân chủ tại New York đã công bố một cái bản tu chính mới à, dành vốn đã được à, hạ viện chấp thuận trong cái đạo luật à, về à, an ninh quốc gia tức là National Defense Authorization Act gọi tắt là NDAA trong đó là đòi hỏi phải có sự à, minh bạch trong các cái dữ liệu liên quan tới UFO. UFO tức là những vật thể lạ ở trong không gian đã xuất hiện trong thời gian gần đây trên trái đất. Và trước đó thì à, tại Hạ Viện thì tác giả của cái dự luật này là Ruben Galero của Đảng Dân Chủ tại Arizona là chủ tịch của quỹ ban à, tiểu quỹ ban vũ khí à, đặc trách về tình báo và những chiến dịch đặc biệt đã thành lập một cái văn phòng mới trong đó sẽ phân tích ra tất cả những cái à, những cái vật thể lạ tức là những cái UFO à, đã được báo cáo bởi quân đội của Hoa Kỳ và các cái cá nhân về cơ quan tình báo và chúng ta đã không có đầy đủ những thông tin này để mà cung ứng cho cái, cái việc mà <laughs> bảo vệ an ninh quốc gia à, Gallego đã lên tiếng cho biết như trên và đã điều chỉnh cái đạo luật NDAA theo tường trình của tờ Politico và tôi nghĩ rằng cần phải có sự minh bạch trong các cái thông tin liên quan tới UFO để có thể là đáp ứng kịp thời cho cái nhu cầu an ninh quốc gia và nay thì à, bà Gillibrand là đã đưa ra tu chính và trong đó là sẽ dựa trên cái bản... Um, cái bản tác giả của cái dự luật này được tu chính ở dưới hạ viện và trong đó nỗ lực ở trên thượng viện là nhằm buộc tất cả những cái thông tin liên quan tới UFO là phải được cung cấp đầy đủ cho quốc hội và kể cả những cơ quan cần thiết trong chính phủ. Cơ quan NASA và kể cả cái cơ quan hãng quản trị hàng không dân sự của Hoa Kỳ, cộng đồng tình báo cũng sẽ được phép chia sẻ chung những cái dữ liệu hoặc là những cái tài liệu liên quan tới ufo và điều này đòi hỏi người đứng đầu giám đốc của cái cơ quan tình báo quốc gia thuộc bộ quốc phòng là phải thành lập một cái cấu trúc để mà chúng ta có một cái level tức là có một cái mức mới trong vấn đề mà quan sát về ufo và nó có đe dọa tới an ninh quốc gia hay không và việc tu chính này đồng thời cũng sẽ thành lập bởi 25 thành viên trong đó đòi hỏi là phải có một cái tin chính thức và những cái văn bản chứa lại tất cả những dữ liệu cho phía quốc hội về tình trạng của UFO, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay hầu như là bản tin tập trung vào Đài Loan khá nhiều. Thứ nhất là cái uh, nghị viện uh, quốc gia của Pháp đã bỏ phiếu một cái nghị quyết hậu thuẫn cho việc mà có vai trò của Đài Loan trên cái các cái uh, định chế trên thế giới. Hạ viện của Pháp đã bắt đầu thành lập một cái cuộc bỏ phiếu cho một nghị quyết ủng hộ vai trò của Đài Loan trên cộng đồng quốc tế trong ngày 29 tây tháng 10 tiếp theo sau cuộc chấp thuận ở tại thượng viện hồi tháng 5. Kế hoạch này là một trong những cái nỗ lực thúc đẩy việc mối quan hệ của Pháp và Đài Loan tăng cao hơn một tuần giữa lúc mà Bắc Kinh đang có thái độ cô lập Đài Loan trên eo biển Đài Loan. Mặc dù nghị quyết này là không có được biện pháp chế tài. Tuy nhiên trong đó thì phía Pháp cho biết là họ hậu thuẫn cho cái việc nỗ lực của Đài Loan gia tăng cái vai trò của Đài Loan ở trong các cái hệ thống của quốc tế, trong đó bao gồm luôn tổ chức y tế thế giới và thông qua các cái kênh ngoại giao và cái uh, bản nghị quyết này kêu gọi pháp hỗ trợ cho Đài Loan gia nhập vào những tổ chức dân sự của thế giới bao gồm uh, tổ chức ICAO tức là International Civil Aviation Organization, tức là tổ chức hàng không dân sự quốc tế, uh, International Criminal Police Organization, tức là tổ chức cảnh sát quốc tế cũng như là tổ chức có tên gọi là United Framework Convention on Climate Change tức là một cái hệ thống cấu trúc về cái liên hiệp quốc cho vấn đề khí hậu toàn cầu bị thay đổi và đây được xem là một trong những hỗ trợ mạnh nhất của nghị viện pháp bao gồm cả thượng viện lẫn hạ viện để hỗ trợ cho đài loan được có được cái vai trò chính thức trên cộng đồng quốc tế cùng một lượt thì từ Đài Loan công ty TSMC công ty sản xuất chip điện tử lớn nhất trên toàn cầu đã loan báo cái dự tính là sẽ xây dựng một cái phòng nghiên cứu đặc biệt về kỹ thuật ở tại Đài Loan và ở tại Nhật Bản ngay tại à, Đài Loan thì ngay tại thành phố Cao Hùng công ty sản xuất chip điện tử lớn nhất của thế giới à, là Đài TSMC cùng với công ty Sony Semiconductor Solution, tức là công ty giải pháp về chip điện tử của hãng Sony, trong ngày thứ ba đã tham gia chung một bản thông cáo và trong đó thì TSMC sẽ thành lập một cái công xưởng và một cái sự nghiên cứu ở tại Nhật Bản để mà nghiên cứu về chip điện tử nằm ở tại Kumamoto, một cái nơi được xem là trụ sở chính của công ty Sony và trong đó họ sẽ cung cấp tất cả những cái cần thiết cho cái nghệ kỹ nghệ về nghiên cứu về semiconductor trên toàn cầu. Việc xây dựng này sẽ bắt đầu từ năm 2022 và sẽ chấm dứt vào năm 2024 và trong đó sẽ có 1.500 cái công việc được xem là chuyên môn sẽ được tạo ra ở tại cái khu vực này. Bên cạnh đó là cái này có khả năng sản xuất lên tới 45.000 cái uh, uh, cái uh, wafer tức là một cái uh, uh, hệ thống của công chip điện tử bên cạnh đó thì ngoài ra thì TSMC cho biết họ cũng thành lập luôn cả một cái công xưởng nghiên cứu về uh, chip điện tử ngay cả thành phố cao hùng và cuộc hợp tác này giữa Sony và của TSMC là trị giá 7 tỷ Mỹ kim. À, chúng tôi đã sẵn sàng để mà bắt đầu công việc này và đây là một trong những cái hợp tác mới nhất giữa công ty Sony của Nhật Bản và công ty TSMC của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay chính quyền của Đài Loan cho biết họ đã trở thành mục tiêu tấn công của hacker với 5 triệu lần mỗi một ngày. Bản báo cáo mới nhất từ cái cái Chính phủ Đài Loan cho biết là các cái cơ quan nằm trong chính quyền của Đài Loan đã phải tỏ, đã đối diện với 5 triệu cuộc tấn công mỗi một ngày từ các hacker. Đây là báo cáo mới nhất của cơ quan phòng chống về không gian mạng và an ninh không gian mạng. À, giám đốc của cơ quan này là Chen Hunwe đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ tư hôm nay. Và thêm vào đó thì việc này cho biết là có những áp lực và hầu hết tìm cách thu lượm tất cả những dữ liệu đã được phát triển từ ở những hacker và ông chen cho biết là họ ông đã đề nghị lên tới cái viện lập pháp của đài loan cho một cái ngân sách mới nhằm để đối phó với tình trạng mà hacker đang tấn công giáo điếc vào trong các cái server của các cái ban ngành trong chính phủ của đài loan việc này ông chen cho đã biết rằng là hầu hết tất cả những hacker này đều đến từ ở phía bên kia thềm lục địa tức là từ phía Trung Quốc và các hacker đang tìm cách thu lượm tất cả những dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm kỹ thuật, y tế và kể cả quốc phòng cũng như là một số những công ty liên quan tới dịch vụ nhà cửa của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh lại tuyên bố rằng họ sẽ có một cái hàng không mẫu hạm thứ ba trong vòng 3 tới 6 tháng tới. Trung Quốc cho biết là họ đang thực hiện một cái hàng không mẫu hạm thứ ba và sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động trong vòng 3 tới 6 tháng tới. Các hình ảnh từ trên vệ tinh chụp xuống cho thấy là phía của Trung Quốc đang chuẩn bị hoàn tất cái hàng không mẫu hạm này. Một tổ chức chiến lược của Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong bản báo cáo của tổ chức CSIS tại Washington cho thấy rằng là phía ở Trung Quốc đã có được một cái hàng không mẫu hạm có tên gọi là Type 003 và căn cứ trên những hình ảnh satellite này thì chụp được từ ngày 18 tới ngày 23 tháng 10 ở tại cái công xưởng đóng tàu ở tại Thượng Hải và chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái mảnh lớn và những mảnh lớn này ráp lại thì nó sẽ trở thành một cái hàng không mẫu hạm và hàng không mẫu hạm này nếu như nó được hoàn tất thì sẽ là cái hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc đây được xem là một trong những cái nỗ lực mà Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường tất cả những cái hệ thống phòng thủ của họ và kể cả cái lực lượng quốc phòng của họ Hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc và đang có tham vọng trở thành lực lượng hải quân lớn nhất trên toàn thế giới. Hiện nay thì Trung Quốc đang có hai cái hàng không mẫu hạm, một hàng không mẫu hạm đã được à, cải thiện lại từ một cái gia hàng không mẫu hạm cũ của Ukraine mà Trung Quốc mua lại. Và bên cạnh đó thì Trung Quốc đã có một cái hàng không mẫu hạm đầu tiên là do họ chế tạo gọi là hàng không mẫu hạm Sơn Đông. Tuy nhiên đây là hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc và bây giờ Trung Quốc đang chuẩn bị có thêm một cái hàng không mẫu hạm thứ ba trong vòng 6 tháng tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới Thái Lan ngày hôm nay, một tòa án Thái Lan đã đưa ra phán quyết lời kêu gọi của các sinh viên cải tổ về hoàng gia đã được xem là một cái hành động có ý định lật đổ hoàng gia Thái Lan. Một tàu, tòa án Thái đã đưa ra một cái phán quyết cho ít nhất là ba nhà hoạt động chống chính phủ Thái Lan, những người đã kêu gọi cải tổ cái quyền lực của hoàng gia Thái Lan đã vi phạm vào hiến pháp và họ gọi đây là một cái hành động có ý định là lật đổ hoàng gia Thái Lan. À, tòa án hiến pháp của Thái Lan đã đưa ra một phán quyết vào ngày hôm nay 10 tây trong việc mà nhắm vào ba người sinh viên đã có những cái cuộc biểu tình vào tháng 8 năm ngoái kéo dài cho tới năm nay trong việc mà yêu cầu thay đổi và cải tổ cái quyền lực của hoàng gia Thái Lan à, và việc này đã bị à, các sinh viên này đã bị đưa ra tòa và họ là những người đã tạo ra phong trào biểu tình chống lại cái quyền lực quá lớn của hoàng gia Thái Lan đã xen vào chính quyền dân sự và điều này đã dẫn tới việc họ đã bị khởi kiện và ít nhất ba người đã bị truy tố ở ngoài tòa và nay thì cái phán quyết mới nhất của tòa án Thái Lan cho biết là hành động mà kêu gọi cải tổ hoàng gia Thái Lan đã bị vi phạm trong hiến pháp và trong đó cho rằng đây là hành động kêu gọi lật đổ hoàng gia Thái Lan và việc này họ có thể sẽ bị kết án lên tới 15 năm tù nếu như mà họ có ý định là lật đổ hoàng gia Thái Lan đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay Đầu tiên hết và cũng là bản tin thời sự của Việt Nam ngày hôm nay là ông Tô Lâm người được cho là Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện à, trong cái cuộc gọi là trả lời chấn vấn ở trên quốc hội trong đó thì ông ta đã trả lời là có sự lợi dụng dịch bệnh để mà tư lợi ăn chia trong các cái chương trình tuyển nguyện tuy nhiên sự xuất hiện của Tô Lâm ở trên cái à, quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam trả lời các chấn vấn và gần 500 đại biểu ở trong hội trường đã không ai đặt một câu hỏi liên quan tới miếng bò giác vàng mà Tô Lâm đã ăn trong một bữa tiệc trị giá gần 50.000 mỹ kim ở London. Sự kiện này đã được tất cả báo chí quốc tế đăng tải khắp nơi, nhưng báo chí cộng sản Việt Nam không hề đăng tải một chữ và ngay trên sàn của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, 500 đại biểu đã không có một người nào chất vấn về cái tiền của bữa ăn đó ai trả và À, cái tiền của bang đã ai trả và tô lâm làm sao lại xuất hiện trong bữa ăn này với một đầu bếp nổi tiếng gốc người thổ nhĩ kỳ đây được xem là một trong những cái người dân đang thắc mắc đối với là những kẻ được cho là đại biểu của cộng sản việt nam nhưng hành động gọi là ăn trong lúc sang trọng trong lúc người dân đang phải cực khổ chống đại dịch lại không được đặt câu hỏi ở trên sàn quốc hội cho thấy rằng là các cái đại biểu quốc hội này e sợ ông bộ trưởng công an bởi vì họ đa số đều có những sân sau và sợ sự trả đủ của tô lâm nếu như đặt câu hỏi này thì sẽ bị tô lâm chỉ đạo cho công an điều tra những sân sau của họ họ có khả năng sẽ bị đi tù hoặc mất ghế à, đại biểu nếu như mà tô lâm ra tay do đó không một đại biểu nào của cộng sản việt nam lên tiếng đặt câu hỏi về miếng bò giác vàng mà tô lâm đã ăn ở tại london đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay Bên cạnh đó cũng liên quan tới vấn đề mà làm thiện nguyện thì công an cho biết họ đã nhận đơn được ít nhất là 6 lá đơn tố giác về tình trạng mà nghệ sĩ đã lạm dụng trong các cái quỹ từ thiện. Cơ quan công an Cộng sản Việt Nam ở tại Sài Gòn đã có được 6 lá đơn tố giác về liên quan tới hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ và Cục Cảnh sát Hình sự của Công an đang tìm cách gọi là điều tra lại tất cả những cái chương mục mà huy động tiền từ thiện từ à, việc à, tiếp nhận tới, tới quá trình giải ngân và trong đó là cơ quan Công an lại phải phối, hiệp, phối hợp với mặt trận tổ quốc trong các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để mà tìm hiểu xem các nghệ sĩ đã xử lý những cái quỹ từ thiện này như thế nào. Đây được xem là một trong những cái à, vấn đề mà cộng sản việt nam đang nhắm vào và có sự hợp tác của mặt trận tổ quốc tại vì xưa nay các nghệ sĩ nào mà làm thiện nguyện mà không đi ngang mặt trận tổ quốc đã trở thành một cái đinh và một cái gai trong mắt của mặt trận tổ quốc nay thì mặt trận tổ quốc đã ra tay và yêu cầu công an điều tra làm rõ tất cả những hồ sơ liên quan tới việc làm thiện nguyện của nghệ sĩ đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay thì bản tin mới nhất cho biết theo bản báo cáo của người đứng đầu bộ à thương binh xã hội thì à, cho biết rằng à, xin lỗi quý vị, à, bà bộ trưởng của Bộ Lao động cho biết rằng là có khoảng 30% công nhân về quê đã có nhu cầu quay trở lại. Bản báo cáo này được đưa ra giữa lúc mà có cái tình trạng mâu thuẫn giữa các nguồn tin báo chí. Trong đó thì ít nhất là chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã lên tiếng và yêu cầu tất cả những chiếc xe bus là phải chở miễn phí công nhân từ quê trở về thành Sài Gòn hoặc là Bình Dương để trở lại công việc. Tuy nhiên, các chiếc xe bus này gần như đậu trống và không có ai lên xe để trở về Sài Gòn và Bình Dương để làm việc. Mà trong khi đó thì bà Bộ trưởng Lao động lại cho rằng là đã có gần 30% trong tổng số 1.3 triệu người dân lao động đã bỏ về quê sau đại dịch. Lời báo cáo này của bà này không đúng với thực tế trong khi ông chủ tịch tỉnh Bạc Liêu thì đã huy động tất cả các xe bus sẵn sàng chở người dân trở về Sài Gòn và Bình Dương. Nhưng những chiếc xe bus này dường như vắng không có người nào lên xe. Thì không biết con số 30% có nhu cầu quay trở lại làm việc ở Bình Dương và ở Sài Gòn ba này lấy từ đâu ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam trong lúc mà ít nhất là Sài Gòn, Bình Dương đã có 1.3 triệu người bỏ về quê và không quay trở lại làm việc sau khi mà họ bị à, bị nhốt trong 4 tháng 5 tháng vì đại dịch đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các thính giả rất nhiều cho bản tin thời sự này Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Hiêu tinh nhật ký vào chiều hôm nay xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào mọi người Bye bye